Xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn giới thiệu một sản cực kỳ hữu ích giúp bảo vệ cây trồng khỏi sâu bọ phá hoại, Caradan 5GR. Caradan 5GR là thuốc đặc trị các loại sâu bệnh như sâu đục thân mía, bọ trĩ hại lúa hay ấu trùng ve sầu hại cà phê. Mấy loại sâu bệnh này nếu không diệt trừ sớm có thể gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng đấy. Vậy, Caradan 5GR có gì đặc biệt nhỉ? Đầu tiên, sản phẩm này diệt sâu bệnh rất nhanh và hiệu quả, chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn và phun lên cây, chỉ sau vài ngày là bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Điểm cộng nữa là Caradan 5GR rất an toàn cho môi trường, không gây hại cho người dùng hay vật nuôi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn nhớ đeo găng tay và khẩu trang khi sử dụng nhé. Nhiều nông dân đã dùng Caradan 5GR và rất hài lòng. Anh Tuấn, một nông dân trồng mía ở Long An, chia sẻ: "Từ khi dùng Caradan 5GR, tôi không còn lo về sâu đục thân nữa, mía phát triển tốt, năng suất cũng cao hơn hẳn." Vì vậy, nếu bạn đang tìm một giải pháp hiệu quả để bảo vệ cây trồng, đừng chần chừ mà hãy thử Caradan 5GR ngay. Bạn có thể tìm mua sản phẩm này ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc đặt hàng trực tuyến qua website theartplant.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về nông nghiệp nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Our plant, dumb.